Video này sẽ hướng dẫn anh chị cách tải xuống, đăng ký và đăng nhập ứng dụng Sales Cafe Việt Hát. Có hai cách để tải ứng dụng của Việt Hát trên điện thoại. Cách 1, vào trang viethat.com. Sau đó nhấn vào nút sử dụng miễn phí. Chọn ứng dụng quản lý bán hàng hoặc ứng dụng quản lý nhà hàng cà phê. Sau đó lướt xuống dưới, nhấn vào dòng phiên bản dành cho điện thoại iOS Android. Nhấn vào nút cài đặt và chờ hoàn tất. Cách 2, trong điện thoại, anh chị mở ứng dụng App Store hoặc CH Play. Ở thanh tìm kiếm nhập tên Sales Việt Hát nếu là quản lý bán hàng hoặc Cà phê Việt Hát nếu là quản lý nhà hàng. Nhấn vào nút cài đặt và chờ hoàn tất. Mở ứng dụng đã cài đặt xong để bắt đầu sử dụng. Giao diện đăng nhập có ngôn ngữ mặc định là tiếng Việt. Để thay đổi ngôn ngữ, bấm vào biểu tượng lá cờ để chọn ngôn ngữ. Đối với những anh chị lần đầu sử dụng ứng dụng, thì sau đây là hướng dẫn cách đăng ký tài khoản mới. Nhấn vào chữ đăng ký. Email sẽ được dùng làm tên đăng nhập và lấy lại mật khẩu. Tiếp theo là mật khẩu, anh chỉ cần điền ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ và số. Điền tiếp các ô bên dưới, dựa trên thông tin này Việt Hát có thể dễ dàng liên lạc và hỗ trợ một cách tốt nhất.